Thưa quý vị, mới đây một chuyến bay của Vietnam Airlines từ Nội Bài đi Tokyo, Nhật Bản khi đến không phận Nam Ninh, Trung Quốc đã phải quay đầu hạ cánh xuống Nội Bài để cấp cứu hành khách. Đó là một trẻ nhỏ 10 tuổi người Nhật Bản bị chảy máu cam. Tổ tiếp viên đã lập tức phối hợp hỗ trợ cấp cứu cho hành khách ngay trên máy bay. Nhưng tổ tiếp viên nhận thấy hành khách nhỏ tuổi không an toàn vì vẫn chảy máu cam liên tục. Trong khi chuyến bay không có bác sĩ, nếu tiếp tục bay đến Tokyo trong hành trình dài 5 tiếng sẽ gây nguy hiểm cho bé. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho bé, mặc dù đã bay tới Nam Kinh, nhưng tổ bay vẫn quyết định quay đầu về Nội Bài để đưa bé đi cấp cứu kịp thời. Phía Vietnam Airlines cho biết hiện sức khỏe của khách đã ổn định và tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Lực lượng chức năng Hà Tĩnh cho biết đã tìm thấy và lai dắt tàu cá hỏng máy cùng 5 thuyền viên mất liên lạc trên biển vào bờ. Sức khỏe những người trên tàu đều ổn định. Hiện tàu cá cùng 5 ngư dân đang được lai dắt vào bờ. Và như chúng tôi đã thông tin trong các bản tin trước thì vào chiều ngày hôm qua, tàu cá với 5 thuyền viên đang hoạt động nghề câu tại vùng lộng biển Hà Tĩnh. Khi di chuyển về cách bờ 20 hải lý để tránh áp thấp nhiệt đới thì thuyền hỏng máy mất liên lạc. Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng các tàu cá ngư dân gần khu vực đã ra biển ứng cứu. Do phương tiện không có giám sát hành trình, ngành chức năng khó khăn khi xác định tọa độ, việc tìm kiếm gặp khó khăn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thống kê các cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, trong hơn 5 năm qua, trên địa bàn thủ đô xảy ra hơn 3.000 vụ cháy nổ. Các vụ cháy làm 86 người chết, gây thiệt hại khoảng 960 tỷ đồng. Nguyên nhân các vụ cháy phần lớn là do chập điện, sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, hàn cắt kim loại. Đặc biệt, các vụ cháy do hàn cắt kim loại trong quá trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà, công trình chiếm tỷ lệ thấp nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý, trên địa bàn có 2.483 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, chỉ có 212 cơ sở khắc phục được vi phạm phòng cháy chữa cháy, chiếm tỷ lệ 8,5%. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội gọi tắt là HNX có thông báo lưu ý nhà đầu tư về hình thức lừa đảo mạo danh đơn vị này. Cụ thể, gần đây có một số website giả mạo đã sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhận diện thương hiệu và thông tin hoạt động của HNX để kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán. Website chính thức của HNX có tên miền duy nhất là www.hnx.vn và sở không tổ chức giao dịch chứng khoán trực tiếp với nhà đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. HNX đề nghị người đầu tư lưu ý và cẩn trọng lựa chọn kênh giao dịch hợp pháp và uy tín để tránh bị lừa đảo và tổn thất trong hoạt động giao dịch chứng khoán. Kể từ khi cập nhật và bổ sung ứng dụng y tế trực tuyến để người dân có thể dễ dàng phản ánh đến thanh tra sở y tế và các phòng chức năng những địa chỉ trong cộng đồng có nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã thường xuyên nhận được những phản ánh của người dân. Chỉ trong vòng 5 ngày từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố HCDC đã nhận được thêm 10 phản ánh về việc có 10 điểm có nguy cơ phát sinh sốt xuất huyết ở quận 3, quận 8, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Tân, Hóc Môn, Nhà Bè và thành phố Thủ Đức. Qua đó, với hình thức xử phạt hành chính, yêu cầu chủ nhà dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ khu vực xung quanh, tổ chức phun thuốc diệt muỗi tại khu vực. Thanh tra Sở Y tế và chính quyền địa phương đã xử lý triệt để 9 điểm nguy cơ và 1 điểm đang trong giai đoạn xử lý. Như vậy, cùng với việc bổ sung thêm 10 điểm nguy cơ trong tuần 31, thì đến nay thành phố đã phát hiện ra được điểm phát sinh các ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện bệnh sốt xuất huyết ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang ở mức cao và đã ghi nhận 16 trường hợp tử vong. Dự báo trong những tháng còn lại của năm 2022, số ca bệnh nặng và tử vong cũng sẽ tăng nếu người dân không quyết liệt thực hiện những biện pháp phòng chống như là diệt muỗi, diệt loang quăng. Trong đó, diệt loang quăng được xem là biện pháp đơn giản và hiệu quả nhằm triệt nơi sinh sản, không cho muỗi chuyển bệnh sốt xuất huyết đẻ trứng. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Nga và Ukraine đã đạt được sự đồng thuận về thủ tục đối với hoạt động vận chuyển ngũ cốc và phân bón từ các cảng của Ukraine bên bờ Biển Đen. Đây là một phần trong thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc được Ukraine và Nga ký kết riêng rẽ hồi tháng 7 vừa qua, dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo nguồn cung lương thực và phân bón cho thị trường thế giới. Theo tài liệu mà hãng tin Reuters có được, Nga và Ukraine đã nhất trí rằng các tàu quân sự hay máy bay hoặc máy bay không người lái không được phép đến gần hơn 10 hải lý, tức là 18,5 km đối với các tàu chở ngũ cốc của Ukraine, theo một hành lang an toàn đã được vạch sẵn. Các bên cũng không được tiến hành bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào các tàu thương mại hoặc tàu dân sự khác cũng như các cảng liên quan. Trong 2 tuần qua, 10 tàu chở ngô, đậu nành và dầu hướng dương đã xuất phát từ các cảng của Ukraine sau nhiều tháng bị mắc kẹt do xung đột.
Trong khi đó, hai tàu chở hàng nước ngoài cũng đã cập bến các cảng Ukraine để vận chuyển hàng hóa. Ngân hàng Thế giới World Bank thông báo đang huy động thêm 4,5 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ tài chính cho Ukraine, đất nước đang chìm trong xung đột kể từ cuối tháng 2 năm nay. Theo World Bank, số tiền này sẽ giúp cho Kyiv chi trả các dịch vụ và lương hưu, những lĩnh vực quan trọng giúp giảm bớt tác động kinh tế của cuộc xung đột. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine tuyên bố nước này hy vọng rằng với sự hỗ trợ của Đức, Ukraine sẽ nhận được thêm 8 tỷ euro tiền viện trợ của EU trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô MFA. Hôm 24 tháng 6, Ủy ban châu Âu EC đã thông báo kế hoạch cấp 9 tỷ euro theo hình thức cho vay để hỗ trợ Ukraine theo chương trình MFA. Vào đầu tháng 8 này, thì Ukraine đã nhận được 1 tỷ euro qua hai đợt giải ngân. Cùng ngày, người phát ngôn Lầu Năm Góc Todd Blessy cho biết Mỹ sẽ cung cấp gói hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, Mỹ đã viện trợ khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine kể từ khi xảy ra xung đột ở quốc gia này. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo màu cam về nhiệt độ cao, mức cảnh báo cao thứ hai trong thang cảnh báo 4 cấp khi các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài ở nhiều vùng của đất nước. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết nhiệt độ ban ngày tại các khu vực của Tân Cương, Thiểm Tây, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông dự kiến sẽ ở mức trên 35 độ C trong ngày 9 tháng 8. Riêng ở Thiểm Tây, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Giang Tô và Tân Cương, nhiệt độ dự báo có thể vượt ngưỡng 40 độ C. Trung tâm khí tượng đã khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời trong khung giờ nắng gắt và đề nghị những người tiếp xúc với nhiệt độ cao rút ngắn thời gian làm việc liên tục. Chính quyền địa phương cũng được khuyến nghị triển khai các biện pháp kiểm soát nhiệt thích hợp, các bước bảo vệ cần thiết phòng chống các đám cháy do quá tải điện. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ theo màu, trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, sau đó là màu cam, vàng và xanh da trời. Italia đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ tại thủ đô Rome. Giới chức y tế Italia cho biết họ sử dụng vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ do công ty Bavarian Nordic sản xuất. Khoảng 200 người đã đến tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ trong ngày hôm qua và khoảng 600 người đã đặt lịch tiêm phòng ở thủ đô Rome. Các đối tượng được tiêm vaccine là những người đồng tính nam, song tính nam và những người chuyển giới, gần đây đã có quan hệ tình dục với nhiều bạn tình, cùng các nhân viên bệnh viện chuyên chữa trị các ca bệnh đậu mùa khỉ. Dự kiến công tác tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ sẽ được bắt đầu vào ngày 11 tháng 8 tại thành phố Milan. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự 15 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.